cà rốt bạn mình là Di Khang, mình học cốc lá 1, trường 159, quận 4. Đây là cổng nhà mình, đây là muối, sỏi, đường, gạo, đây là đã nước cho nha. Rồi Di Khang lấy gạo bỏ vô nước thử xem sao. Một muỗng, hai muỗng, rồi tiếp muỗng nữa coi. Ba muỗng, rồi Di Khang quậy đi, coi thử gạo có hòa tan trong nước hay không. Các bạn thấy đó, nè gạo không đen nha. Vậy thì gạo có hòa tan trong nước không Duy Khang? Dạ không. Rồi, chỉ là gạo không hòa tan trong nước nha các bạn. Tiếp theo là đường. Tiếp theo là gì đó? Đường. Rồi, đường, bỏ đường vào nước nè. Một muỗng, hai muỗng, ba muỗng. Rồi, ba muỗng đường vào nước nha các bạn. Xem thử Duy Khang quậy thử đường có hòa tan. Rồi bây giờ các bạn xem Di Khang quậy hòa tan đường trong nước, coi thử đường có hòa tan không nha. Các bạn theo dõi nha. Tiếp tục quậy, con Di Khang cứ quậy đi. Đường đây nha các bạn. Vậy Di Khang thấy đường có hòa tan trong nước không? Có. Vậy là đường có hòa tan trong nước nha các bạn. Dạ. Tiếp theo là cái gì đây Di Khang? Sỏi. Sỏi đúng rồi. Rồi ok. Sỏi. Rồi, giờ Di Khang quậy thử sỏi có hòa tan trong nước không nha. Sỏi không hòa tan trong nước nha các bạn. Vậy là sỏi không có hòa tan trong nước nha các bạn. Đây là sỏi đây. Sỏi đây. Là Di Khang. Vậy là Di Khang nói với các bạn là sỏi có hòa tan trong nước không? Dạ không. Rồi, vậy là sỏi không hòa tan trong nước nha các bạn. Tiếp theo là cái gì đó bạn Di Khang? Là muối. Rồi, muối. Một muỗng, hai muỗng, ba muỗng. Đúng. Rồi, bạn Di Khang cứ hòa tan đi, cứ bình, cứ bạn cứ quậy thử coi xem thử muối có hòa tan trong nước không nha các bạn. Bạn ơi, muối hòa tan trong nước nha các bạn. Rồi Di Khang hòa tan tiếp đi, quậy tiếp coi thử muối cho nó tan cho hết không, có tan hay không rồi con sẽ học trả lời cho các bạn. Nè, muối hòa tan trong nước nha các bạn. Rồi vậy là muối cũng hòa tan trong nước nha các bạn. Vậy thì Di Khang nhắc lại cho các bạn thì rồi. Đường hòa tan trong nước. Rồi. Sỏi không hòa tan trong nước. Rồi. Muối hòa tan trong nước. À, vậy là gạo không hòa tan trong nước. Đường hòa tan trong nước. Sỏi không hòa tan trong nước. Muối hòa tan trong nước. Vậy thì bài thực tập của Duy Khang đến đây đã xong chưa?